tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Đêm Thánh ca năm gia đình và mừng Kim Khánh Linh Mục của cha Kim Long. Tối mùng 9 tháng 4 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, Ủy ban Thánh Nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tổ chức đêm Thánh ca nhân năm gia đình, đồng thời mừng kỷ niệm 50 năm Linh Mục của Linh Mục nhạc sĩ Phaero Kim Long. Đến tham dự sự kiện này, có Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giám mục giáo phận Ban Mê thuộc, chủ tịch Ủy ban Thánh nhà của Hội đồng Mục vụ Việt Nam, quý linh mục, tu sĩ và khoảng 200 anh chị em tín hữu cùng tham dự. Sau những giây phút xin ơn thánh hóa buổi họp mặt, do Đức cha Vinh Sơn chủ sự, chương trình thánh ca được bắt đầu với hai phần, hướng về nam gia đình, đồng hành với các gia đình trẻ và mừng 50 năm linh mục của cha giáo Kim Long. Phần thứ nhất gồm bốn nhạc phẩm được các ca sĩ Ngọc Mai, Gia Ân, Xuân Trường, Duyên Quỳnh trình bày và ba nhạc phẩm sau do ca đoàn Bio 10 trình bày. Kế đó là phần chúc mừng cha Kim Long nhân kỷ niệm Kim Khánh Linh Mục. Với tâm tình khiêm tốn, cha giáo Kim Long chia sẻ rằng tất cả là hồng ân, năm mươi năm qua chúa chọn con chứ không phải con chọn chúa và cha mong ước rằng sức còn bao nhiêu thì làm bấy nhiêu để phục vụ chúa và giáo hội đêm thánh ca kết thúc với lời kinh hòa bình và phép lành của đức cha chủ tịch ủy ban thánh nhạc hội đồng giám mục việt nam